xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và thưa quý vị thân mến, đây hôm nay lần đầu tiên là mặc bộ đồ vest trắng ở trong chương trình Nhanh Như Chớp. Tại hôm nay gặp mấy bạn trẻ trong sáng hồn nhiên không ạ? À, trong sáng hồn nhiên thì anh phải mặc đồ trắng. Còn đúng, ai mà không trong sáng thì anh phải mặc đồ đen. Mặc đồ đen. Ai nói vậy bao giờ? Ý là vô tình nó trùng khớp thôi. Dạ. Chứ ai nói vậy bao giờ? Dạ. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi sẽ chào đón hai đội đều rất trẻ và được nhiều người yêu thương. Đội thứ nhất đó chính là Quang Anh, Bảo Hân và Hà Nhi. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, đây là một đội trẻ trung, hồn nhiên và sôi động. Và trong sáng. Và đáng yêu. Và tinh nghịch. Tự nhiên trong sáng, hồn nhiên, đáng yêu, tinh nghịch. Ôi dễ thương. Lãng ghê à. Thưa quý vị thân mến, đây là Hà Nhi. Có phải là người hát cái bài Dĩ Vãng Nhạc Nhòa? Wow. Bài đó rất là rất là hit và rất là hot. Và anh rất là thích bài đó. Vậy thì hát luôn đi. Hát hay lắm, bé hát hay lắm. Em hát một đoạn, bây giờ hai em ra nhảy giùm chị một đoạn nhá. Không, đừng làm hư bài của mình. Hư bài của mình. Mình cứ hát rồi, kéo ra nhảy là hư bài mình. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm. Cho đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng. Cho lứa đôi chưa phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thì đã sang. Còn Quang Anh đó là diễn viên nhưng mà xuất phát là từ trường nhạc mà ra. À, con giới thiệu đi, con học gì? À, con học chuyên ngành thanh nhạc nhưng mà con là đang đóng phim ạ. Chứ con chưa có bài nào mang tiếng thanh nhạc. Biết rồi, nhưng mà ý là học trường nhạc nhưng mà lại nổi tiếng là nhờ cái con đường diễn xuất đó. Còn bé kia là đang đi học trường diễn xuất thiệt. Nhưng lại đuổi theo âm nhạc ạ. Hát thử đoạn nghe trời. Hát bài của chị luôn nhá. Wow. Ok. Em nhớ những ngày tháng mình cùng nhau nắm tay cùng anh dạo trên phố quen. Mà giờ đây chỉ mình em. Mưa ngoài kia đang rơi vẫn nên khuôn mặt anh. Chuyện tình hôm qua em sẽ mang trong tim và mang theo đến hết cuộc đời. Quên đoạn sau rồi. Con á là con học nhạc mà con học thanh nhạc là học hết luôn. Có nhạc học rồi nhạc đỏ rồi nhạc thính phòng hay gì không? Dạ con học nhạc nhẹ. Nhạc nhẹ à? Vâng. Hát nhẹ thôi, nhạc nhẹ đi. Hát nhạc nhẹ à? Ừ. Một đoạn gì đấy. Bài chị của chị cho. Không. Bài của chị lại thì bây giờ có bài gì không? Từ từ để em nghĩ nhé, không còn nghĩ ra bài gì cả. Ừ, anh bài người khác đang hot. Bài người khác đang hot à? Anh Hoàng Dũng đi. Anh Hoàng Dũng nhé. Đây là bật mí cho khán giả người đội chơi sau luôn à? Vâng, không vấn đề. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hàn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên, trả hết cho nhi. Do học áo. Vậy là cái đội hôm nay là đội này đội hát hay. Mặc người hồn nhiên ngây thơ hồn trong nhiên, sáng. Hồn nhiên ngây thơ dễ thương trong sáng. Nhìn lại hai anh em mình. Sao vậy anh? Đã quá già. Ủa em không hề già. Chị Harry đẹp. Em không hề anh, già. Anh thôi. Nhưng mà sao nãy giờ anh tự xưng là anh là chú và đi con hết vậy? Tại đây thân thương trong gia đình với lại mấy bé đó trên năm 2000. Thì chênh lệch với anh có nhiêu đâu? Gần 20 tuổi. Hả? Đừng có hỏi nữa. Dạ. Rồi bây giờ mình mời mình vào vị trí A. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo sẽ là Anh Tú, Lily và Hoàng Dũng. Xin mời. Tú. Dạ.
Mình gọi mình coi công ty của ông đâu thắng không? Dạ em mới ra công ty cách đây khoảng tầm 3-4 tháng rồi ạ. Thì cái món quà cuối cùng là chị Đông Nhi tặng em bộ đồ này phải không? cái bộ đồ này là thực ra là em thấy chị Harry mặc kiểu này 1-2 show vừa rồi. Thế là em mặc như thế này luôn. À, đó. Thì đó thì đấy, hôm nay nè, đấy, hôm nay giống chị em rồi. Cũng giống nhau. Tên tên tên. Cái bộ này là Trấn Thành có bộ nữa. Ủa? Thiệt, anh thấy Thành mặc rồi. Nhưng mà làm màu hường như này luôn. Không, màu khác chứ. Màu khác, màu kiểu tím. Nhanh á, kiểu vậy nè. Đây. Màu hồng là con gái chứ Thành mặc màu tím. Màu tím. Màu trend mà. Trend luôn. Ủa sao anh rảnh hơn em vậy? Em không biết là chồng em có màu tím luôn, sao anh biết vậy? Cái này chỉ đàn ông mới hiểu thôi. Đúng rồi. Thì Lily thân mến. Dạ. Hôm nay có sáng tác bài gì mới không con? Dạ con sáng tác cũng nhiều nhưng mà kiểu quăng đi cũng nhiều. Là sao? Tại vì sáng tác nhiều khi mình sáng tác ra một bài thì mình chưa có ưng ấy. Thì mình lại cất vào kho. Đúng rồi. Rồi khi nào mình cảm thấy hứng thú thì mình lại mang ra lại mình chỉnh sửa. Dạ. Nhưng mà thú thật là thời gian gần đây thì con chưa có một bài nào kiểu ưng ý thực sự á. Rồi Dũng, mình giới thiệu cạn kẽ một tí nào, cho quý vị khán giả biết về mình nhiều hơn nào. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình như trước. Em là Hoàng Dũng. Em hiện tại đang làm ca sĩ và người sáng tác nhạc. Thì cái bài vừa rồi mà Quang Anh hát á. Anh Dũng cho em xin bản quyền bài nàng thơ em vừa hát nhé. Cái bài vừa rồi mà Quang Anh hát là nàng thơ là do Dũng hát bài hit đó. Cái bài là vợ anh rất là thích luôn. Trời ơi em, đây chồng em cũng hát hoài luôn nè. Chồng em thì bài nào không hát? Chồng Harry là bài nào hit là hát, mà mê nhạc lắm. Không phải là hit là hát đâu nha anh, hit mà ổng thấy cái gu ổng nó giống nhau thì ổng mới hát. Còn không phải là bài nào cũng hát đâu anh. Đúng rồi. Bài nào phải có thật nhiều cảm xúc anh Thành mới hát nhiều. Đúng rồi. Đó. Thì sau cái bài đó thì mình có ra bài mới chưa? Cũng chưa. Bài đấy là một bài ở trong cái album mới mà em vừa ra mắt. Và sau cái album đấy thì em cũng chưa làm gì thêm. Chưa làm gì thêm? Dạ. Có gì đâu phải gấp. Năm nay mình bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Em 25 tuổi. Rồi còn trẻ mà. Trẻ. Tự nhiên đi hỏi tuổi mấy đứa nhỏ này. Chị gì anh? Sao tự vậy? Tự bóp với trái tim mình. Thì ngày hôm nay hai đội mình chỉ có một đội thắng bước vào vòng trong thôi. Đội thua thì dừng lại với 12 triệu đồng. Đội thắng vào vòng trong đấu đội khác. Nhiều tiền thưởng mà nhiều thú vị và vui lắm. Dạ gì? em phải thắng em, hả? Em đang nghĩ trong đầu là bây giờ mình phải làm sao mà mình thắng để mình vào vòng tiếp theo. Bây giờ vòng loại đúng không anh? Đâu có, mình có slogan mà. Slogan của bọn mình là gì? Slogan nhỉ? Gì? Chơi nha, bọn em đọc slogan của đội mình nha. 2, 3. Không bao giờ thua. Wow. Thưa quý vị, cuối chương trình nếu các bạn thắng là thì tuyệt mình vời. Mình cắt khúc này đi nha mọi người. Nhưng mà còn nếu mà thua thì cái khúc này sẽ được lặp lại 18 lần. Cháu không có slogan ạ. Từ từ rồi, mời về vị trí B. Rồi, nhóm mình là slogan là gì? 2, 3. Nhanh hơn chớp. Nhanh hơn chớp. Sao em nghe câu đó mà em cảm thấy căng thẳng quá. Bây giờ nè, đầu xuôi đuôi lọt. Cặp đầu tiên sẽ là ai đấu với ai? Cháu. Con à? Vâng. Rồi ai nữa ạ? À? Bên đây là ai? Hoàng Dũng và Bảo Hân. Mời. Chúng ta nên nhớ, khi chúng ta tham gia chương trình này, có hàng triệu khán giả hâm mộ đang theo dõi chúng ta, cũng như ba má anh chị em đang theo dõi. Làm gì thì làm, đừng để gia đình mất mặt. Ai lên trước ạ? Quả tù xì cũng được, hoặc là như thế nào cũng được. Quả tù xì ra cái gì, cái này. Ra cái gì, ra cái này. Chương trình cũng có thời gian. Có thời gian. Vô đi, 1, 2, 3. Thắng quyết định, lên trước hay lên sau? Em lên trước đi. Rồi, mời, vô trong nghỉ ngơi. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Hoàng Dũng nhanh như chớp. Trời ơi trời, đố vậy cũng đố. Dễ quá vậy. Đây là câu đố chúng tôi đã khảo sát trên 100 bé mẫu giáo và các bé đều trả lời đúng. Đố chữ. Trúng gì hên? Trúng gì hên? Trúng số. Lên. Quá dễ. Trúng số rất là hên, trúng gì hên là trúng số. Có biết nhỏ cháu người kia nó có hiểu không? Tiếp tục đố chữ. Trúng gì đau bụng? Trúng gió sao đau bụng? Trúng gió sao đau bụng? Không, không chính xác đâu. Tôi nghĩ là không chính xác ạ.
Thực ra thưa quý vị á, là trúng gió là một cái từ mà bà con dân gian mình hay nói khi mà mình bị đổ bệnh, là mình bị sốt, bị cảm. Đúng rồi, kiểu đó, thế. Nên bà con dân gian hay gọi là trúng gió, là ý là gió độc tạt vô là mình bị nhưng mà thật sự là do cơ thể mình nó bị suy nhược rồi nhiễm khuẩn nhiều vậy. Còn đau bụng thì đâu liên quan tới trúng gió. Trúng thực. Đúng rồi. Không sao. Trúng thực. Cố lên em. Trúng thực là do mình ăn cái gì đó nó bị không tiêu, ảnh hưởng tới đường tiêu hóa. Đó. Người ta gọi là trúng thực. Trúng thực mà bị nặng hơn thì người ta gọi là ngộ độc thực phẩm. Vâng. Đó. Câu nói thanh xuân như một ly trà, ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân, có xuất phát từ đâu? Mạng xã hội. Đúng rồi. Mạng xã hội. Wow, không chính xác. Thế là từ đâu anh? Từ đâu Quang Anh? Dạ, của từ bạn Hân ạ. Trong phim Vì Nhà Đi Con. Đúng rồi. Đúng rồi. Câu này Hân nhà mình trúng rồi. Xin lỗi Hân nhá. Câu này chắc chắn Hân trúng. Về em sẽ xem phim. Câu này vô tình trùng khớp ạ. Không có vô tình nha. Không có vô tình nha. Đâu ai biết là bé nó sẽ lên lượt đầu tiên đâu. Đúng rồi. Hiểu không? Đúng rồi. Bé nó tự động mà. Đây là câu đối chữ. Trái gì sinh ra đã không được thông minh? Trái gì ta? Đó, mình không trả lời được thì mình đang ở vị trí thấp rồi, mình trả lời đại. Trái trứng ngốc. Trái trứng ngốc. Trái đó ở đâu rồi? Trái đó ở đâu rồi? Không biết. Không chính xác nhé. Ai biết ạ? Để vô. Cà rốt. Gì? 2, 3. Câu trả lời. Mè rốt. Không biết luôn. Xin thưa là bọn em không biết luôn. Tức là trái mè biết không? Dạ biết trái mè. Khi nó chín đi thì cái phần thịt và cái phần vỏ sẽ tách ra. Có một loại tách ra mà nó còn nguyên hình khối. Vâng. Là gọi là dốt bột. Anh Tú không biết đúng không? Gọi là trái mè dốt đó. Không. Anh không biết. Em tự hào về anh. Không, thực sự là không biết. Trời ơi. Đố cái người mà hát bài này thiệt chán thiệt chứ. Trong ca khúc Nàng Thơ, cô gái đã đánh rơi cái gì? Đánh rơi nụ cười. Yeah. Em ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Lên. Câu hỏi câu này chị cũng biết đâu. Yeah. Người thưởng trà thường dùng theo mùa. Trong năm loại trà ô long, trà đen, trà xanh, trà trắng, trà pu'er, loại nào người ta thường uống vào mùa hè? Quá dễ. Trà xanh. Lên. Mái gì dân làng hay tập trung vào ngày hội? Mái gì ạ? Mái đình. Lên. Điền vào chỗ trống, xuôi chèo mát. Mái. Lên. Vừa là tên một loại quả, vừa là tên một con vật, đó là quả gì? Dễ quả... thôi, đơn giản thôi. Quả trứng gà. Quả trứng gà. Cũng được. Là quả trứng gà là Kima đó. Thì có tên gà là cũng là con vật, con gà cũng. Lên, yeah, lên. Yeah. Được. Yeah. Yeah. Hoặc là gì ai biết? Quả cóc. Cóc, đúng rồi. Khoảng 70% sản lượng gia vị trên thế giới đến từ quốc gia này. Đó là quốc gia nào? Ấn Độ. Lên. Yeah. Takoyaki là món ăn nổi tiếng của Nhật Bản. Còn tiếng Việt là gì? À, bánh xèo. Bánh mực. Không thì sao? Ôi thế là xịn lắm rồi. Xịn rồi. Thưa quý vị, sau đáp án liên tiếp là giỏi rồi. Xin chúc mừng Hoàng Dũng. Sau đáp án là dữ dội rồi. Chúng ta chào đón sự trở lại của Bảo Hân. Sau đáp án liên tiếp, con muốn chiến thắng còn phải là số 7. Số 7 là số 6, số 8 ơi. Đi. Cố lên. Dễ mà. Lên. Nhi ơi. Em là Bảo Hân. Nhi ơi, Nhi đây ạ. Em là Bảo Hân. Không, em tên là Nhi ạ. Nhi. Em là Hân ạ. Vậy là Bảo Hân. Em tên là Nhi. Mọi người trêu chị đấy. Là Bảo Hân. Thôi. Giỡn á. Chưa gì hết là đã nhức đầu rồi. Hà Nhi hay... Em làm chính nhức đầu thì chị làm sao đâu. Hà Nhi. Dạ, rồi Bảo Hân. Hà Nhi bắt đầu tiên. Bảo Hân. Đi Bảo Hân. Nhi, Hà Nhi xuống đi. Hà Nhi. Hà Nhi đấy. Hà Nhi, Bảo Hân. Hà Nhi. Bây giờ đã sai tên. Bắt đầu. Hà Hân.
Em hỏi Bảo Hân, sao mà rối quá vậy? Vậy là em vậy, bây giờ đây là Hà Nhi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Chạy mồ hôi. Trời ơi. Đấy là Hà Hân ở đây Bảo Nhi. Em đùa mà đùa như thật á, chị tưởng là thiệt. Em ấy không có đùa, em ấy đâu có đùa em đâu. Em không có đùa. Ai không có đùa? Em nói đùa, em là Bảo Hân, thực ra là em là Hà Nhi. Đó. Nói chung là bây giờ thì bạn này thì bảo là không phải là Bảo Hân mà là Nhi. Nhưng mà biên tập nói là Bảo Hân thì mình sẽ đọc là Bảo Hân nha mọi người. Bảo Hân đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trúng gì hơn? Đố chữ nha. Trúng gì hơn á? Trúng gì hên xui đấy. Trúng số á. Chính xác. Thấy chưa? Tôi phải phụ đề nó mới hiểu. Phụ đề. Lại là đố chữ. Trúng gì đau bụng? Trúng gió. Trúng gió. Anh thấy chưa? Hay không? Quen. Em trả lời đi, tại sao lại là trúng gió? Trúng gió thì bị đau khắp người chị ạ. Thì đau khắp người chứ không phải chỉ riêng đau bụng đúng trung không? Trúng động. Trúng động. Trúng là độc gì? Thì đứt rồi. Là ăn phải đồ độc. Ăn phải đồ độc. Vâng, kiểu ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc. Trúng độc. Thì bình thường cái gì mà nó hay ăn cái gì bậy xong rồi mình đau thì đau bụng thì mình gọi là gì? Trúng gì? Trúng thực. Không, nhầm thua rồi mà. Đó là đáp án cho nên em không chính xác. Lúc đầu em trả lời là trúng gió, sau đó thì em trả lời trúng độc, nhưng mà thực ra thì đáp án của cái câu này là trúng thực. Cái này em làm được. Câu nói thanh xuân như một ly trà, ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân, có xuất phát từ đâu? Thôi nhìn mặt nó ngơ ngác kìa. Bộ phim Về Nhà Đi Con ạ. Chính xác. Tưởng nó không trả lời được cơ. Trời ơi, tôi tưởng nó không biết chứ. Tưởng không biết rồi. Bộ ngơ ngác. Suy nghĩ nó ngơ ngác quá. À, cái này nè. Rồi, lại là đố chữ. Trái gì sinh ra đã không được thông minh? Trong cái tên của nó phải có một cái chữ mà nó phản ánh cái việc không thông minh. Ừ, đúng rồi, không không thông minh là ngu ngốc. Ờ, gì nữa? Ờ, không thông minh. Trái. Thôi ạ, trái tim. Trái tim, đó, tắm chính xác. Hai. Đáp án là quả me dốt. Dạ. Quả me dốt. Cái này nó không biết. Không biết. Em biết cái này không? Không ạ. Ở đây 5 người còn là ai cũng không ai biết cái này luôn. Cười. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong ca khúc Nàng Thơ, cô gái đã đánh rơi cái gì? Hát đi, em hát đi. Đánh rơi nụ cười ạ. Chính xác. Bài hát con à. Sời, đừng ngờ. Rồi, người thưởng trà thường dùng theo mùa, trong năm loại trà. Trà ô long, trà đen, trà xanh, trà trắng, trà pua. Loại nào người ta thường uống vào mùa hè? Trà xanh ạ. Chính xác. Ê, mà sao biết là trà xanh vậy? Mùa hè uống trà xanh rất là mát ạ. Harry ạ, ở ngoài miền Bắc là hay uống trà xanh đó, người ta rành lắm. Đúng rồi, trà xanh ở Thái Nguyên đấy chị. Đây quê của Dũng nè. Trà xanh là cái lá trà tươi mà cái lá hái trên cây xuống xong người ta ủ nước sôi đấy. Bỏ gừng vào uống rất là mát vào mùa hè nên nên người Bắc người ta rành lắm. Thì thông qua em thì chị mới biết cái này đó. Câu hỏi tiếp theo. Mái gì dân làng hay tập trung vào ngày hội? Mái ạ. Mái gì đây? Mái gì dân làng hay tập trung vào ngày hội? Mái gì? Nhanh nào. Mái gì chú? Hết thời gian kìa. Hỏi. Nên em đang mái... kêu nè. Tập trung vào mái gì á? Mái bằng. Không chính xác. Mái bằng là cái gì? Ôi trời ơi. Đây. Rồi ơi. Em rất nhiều dân làng ở đây. Mái bằng. Ôi thấy thương quá. Đáp án là mái đình. Ôi. Trời ơi. Trời ạ. Lắng nghe nào. Điền vào chỗ trống. Xuôi chèo mát. Chấm chấm chấm. Xuôi chèo mát. Mát mái. Chính xác. Mặt hoang mang dễ sợ. Cứ đi lên đi xuống chỗ này quá. Em chóng mặt quá. Vừa là tên một loại quả, vừa là tên một con vật là gì? Này nhiều ạ. Rất nhiều. Rất nhiều quả gì mà. Quả. Mà nó cũng là tên con vật luôn. Ốc chó ạ. Ốc chó. Chính xác. Khoảng 70% sản lượng gia vị trên thế giới đến từ quốc gia này. Đó là quốc gia nào? Nước mà chuyên làm gia vị á. Ôi trời.
Anh Hoàng Dũng ơi nhắc em. Hết giờ. Có ai có trả lời câu này? Đáp án là Ấn Độ. Dạ. Ấn Độ. Vâng. Thật ra là em không biết. Ủa mà em ơi, cho chị hỏi nè, tại sao lại em hỏi lại là hỏi cái đội của người ta vậy? Bởi vì không được hỏi đội mình đấy chị. Không cầu cứu được ai cả nên cầu cứu đại. Tại vì trong luật là chị nói là không được cầu cứu và đồng không đội được cùng mà. Đội nhắc ạ thì em nhưng hỏi. Mà không được cùng đội nhắc, em hỏi ở đây chưa chắc là đội này sẽ nói đúng đáp án cho em. Biết đâu lỡ miệng ạ. Đang vội. Dạ. Ừ. Dạ. Biết đâu. Dạ. Biết đâu lỡ miệng. Quý quý. Chị nghe thơ à. Kính thưa quý vị, Bảo Hân đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Không ạ, không ạ, em không đi được. Rồi, như vậy là chúng ta đang thắng với tỷ số là 1 không? Bên đây 1, bên đây không. Cặp thứ 2 sẽ là ai? Cặp thứ 2 là cặp ở giữa. Đây. Thôi, cặp thứ 2 đi, chị với em đi. Quang Anh và... Đâu, cho chị Hà Nhi với cả chị Hà Nhi. Ly Nhi. Và Lily. Mày băng. Sau nãy thấy nó cũng cao lắm mà. Mới giữ ai đó. Không, em không hề nói gì cả. Ai lên à? Mà cao thật. Tu Ti. Hoàn Tu Ti à? Dạ. 1, 2, 3, vào. 2, 3, vào. Thắng quyết định. Chị vào đi. Dạ, ok. Ra đó đợi, nóng, nực, mệt. Lên trước có lý hơn. Thưa quý vị, Hà Nhi lần đầu tiên đến với chương trình này đúng không ạ? Dạ, lần đầu tiên. Em coi nhiều lắm rồi mà hôm nay em mới được lên để gặp anh. Đã coi nhiều rồi thì biết rồi, cảm giác lên xuống là gì? Dạ không. Bây giờ sẽ biết. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Hà Nhi, nhanh như chớp. Đây, đơn giản thôi. Một câu đố chữ đầu tiên. Trúng gì thì mát? Trúng gió. Lên. Có gió thì mát thôi. Trúng gió thì mát. Trúng gì đi bệnh viện? Trúng thực. Trúng thực. Trúng lên, đọc lên. Trúng gì lộ tẩy? Trúng gì lộ tẩy? Trúng số. Trúng số. Không có gì lộ tẩy, không chính xác. Ô sao nó không lộ tẩy? Biết ạ. Khi mà mình đang giấu một điều gì đó mà bị người ta nói trúng cái gì thì mình trúng, lộ. Trúng tim đen. Đúng rồi. Trời ơi. Anh không hướng dẫn này em rõ ràng là anh em cũng cháu là cũng là ít tuổi. Thôi khỏi cháu nha, mệt lắm. Cái gì sinh ra đã nghèo. Chờ người tình lỡ. Anh đừng hát em bị mất tập trung. Ngông xí ba. Dạ nhòa. Cây gì sinh ra đã giàu đúng không anh? Anh đọc lại câu hỏi giúp em. Cây sinh ra đã nghèo. Cây sinh ra nghèo à? Lúc đám đuối em say mơ mình em không trả lời. Cây tre đi. Cây tre, không chính xác. Ai biết? Cho qua đáp án rồi đi. Cây bần, bần là bần hàng. Ở hàng nghèo hề. Ở dưới sáng sớm lắm mà sao lên đây nó cứ bị làm sao nhỉ? Thảm được vẽ gọi là gì? Anh cứ gọi em nhỉ? Anh có chữ bạn, thảm được vẽ gọi là gì? Thảm được vẽ. Thảm. Câu chữ quá dễ. Trời ơi trời. Trời ơi. Thảm họa. Đấy. Ha. Vẽ họa. Tiếp tục đối chữ. Giết gì mà không chết? Giết sống. Giết sống là cái gì? Cái chữ này có nghĩa chứ không chính xác. Nó không chết là sống. Nhưng nó không có nghĩa. Giết sống. Mình ngồi hoài gọi là gì? Giết thời gian á. Giết thời gian. Sao sao? Thời điểm nào trong ngày không nên uống trà? Buổi tối. Không chính xác. Buổi tối không nên uống trà tại vì là không ngủ được. Trà có những loại trà ngủ được. Ví dụ trà thảo mộc mà người ta pha chế các loại thảo mộc mà nó có chứa chất và thư giãn để đi vào giấc ngủ. Còn không nên uống đó là sau bữa ăn. Sau bữa ăn không nên uống trà. Vì trong trà nó có tannin, nó phản ứng với những chất trong đồ ăn để gây khó chịu cho cái hệ tiêu hóa của mình. Những đối tượng nào không nên uống trà xanh? Nãy chị vừa nói á. Nhãn não đang ở vị trí O rồi vừa còn suy nghĩ con gì? Con nít. Con nít không chính xác. Sao gọi em mấy cái trà xanh nghe? Những đối tượng không nên uống trà xanh là bị táo bón, suy nhược thần kinh, viêm dạ dày. Suy dinh dưỡng. Đi mất ngủ cũng được à? Bị táo bón, suy nhược thần kinh, viêm. Tại vì nó không có calo, trong trà xanh là không có calo và nó có những cái chất mà nó ngăn
việc mà tiêu hóa thuận lợi. Anh hỏi câu nói dễ dễ giúp em một tí được không? Tại nên là em thấy mấy câu được không dễ nè, dễ nè. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ C. Con chó. Một. Con chim. Hai. Con cá. Ba. Chính xác. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Đi biển nhớ chấm chấm chấm. Đi đường nhớ hướng. Quá dễ. Đi biển nhớ. Cái gì mà đi đường nhớ hướng? Đi biển nhớ bơi à? Nhớ bơi à? Đi biển nhớ. Trong hệ thống ca dao tục ngữ của đất nước mình không có câu nào chỉ là đi biển và nhớ bơi. Tại vì em đi biển thì em chỉ nghĩ đến bơi thôi. Cái câu đấy là như nào vậy? Này bây giờ mình không cần biết, mình cũng có thể đoán được này. Đi biển nhớ em chấm, đi đường nhớ hướng. Em nghĩ là phải nhớ ánh hướng mặt trời á. Cái gì mà vô phần ương? Đi biển nhớ. Phải, đúng rồi, nó phải có vần. Đi biển nhớ hương hả? Đi biển nhớ nhớ Phương. Đúng rồi, Phương. Phương, đi đường nhớ hướng. Phương là phương hướng đó. Như vậy là đã rất nỗ lực nhưng lần đầu đến với chương trình cháu nó còn nhiều bỡ ngỡ. Hà Nhi chỉ mang về 2 đáp án liên tiếp thôi ạ. Được 2 đáp án rồi đấy. Thưa quý vị thân mến, với việc tập trung cho sáng tác và hát hò, em nó không tập trung để coi lại những chương trình chúng tôi đã phát sóng. Em bị mất ngủ mấy nay nên em không nhớ được mấy đáp án. Thực ra là em nhường cho Ly thôi chứ tại vì Ly cũng ít tuổi hơn em. Rồi. Em hơn thì lọc vòng sau mình có nhường nữa không? Không. Tại vì vòng sau nhường là đi về luôn á. Dạ không nhường nhỉ. Là nhanh hơn chớp, đúng rồi đấy. Nhanh hơn chớp nha. Nhường chị thôi. Nhớ nha, nhớ nhường slogan thôi. Nha. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Ly Ly. Đây, người ta chỉ mang về 2 đáp án liên tiếp. Mình chỉ cần 3 đáp án liên tiếp là đội mình thắng 2-0. Cố lên em. Mà vòng sau mà anh Tú thắng một cái nữa là coi như là hôm nay mình về sớm luôn. Hai nhỏ tôi ra đổi vé thì về Hà Nội luôn. Cố lên con hai. 30 chưa phải là Tết anh, yên tâm. Anh phải cứ mang hai đứa nữa chứ. Rồi, lên. Em không biết sao nha, em thấy hôm nay em có niềm tin vào Lily đó. Em cảm ơn chị. Em cũng có niềm tin vào chị. Chứ tôi là không có niềm tin vào hai đứa luôn á. Đứa thì đọc không rõ, đứa trả lời không được nữa. Tại vì hình như nha, nãy giờ em để ý là Lily có vẻ là xem chương trình của mình rất 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 là nhiều đúng không? Đúng, chính xác luôn. Mà con bé là hiểu tiếng Việt nha. Dạ. Con bé hiểu tiếng Việt luôn á. Thì không sao, em không có nghĩa là em hiểu tiếng chị Harry Won. Cảm ơn em. Vừa rồi là một cái màn bắt tay mà trên mạng hay gọi là giả trân đó thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một cô gái xinh đẹp Lily đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trúng gì mát? Trúng gì mát? Đúng chữ. Trúng gió. Chính xác. Trúng gì đi bệnh viện? Trúng gì đi bệnh viện? Trúng thực. Trung thực. Chính xác. Yeah. Phải đi chứ. Tạm thôi. Chưa dưới quê trúng thực uống miếng dầu xanh đi con. Bây giờ trúng gì nào? Bây giờ nếu mà như thế trúng gì ta? Trúng độc. Trúng độc đây. Trúng độc là mới đi bệnh viện. Không mà trúng thực cũng phải đi chứ không đi là mệt nha anh ơi. Em. Dạ. Anh mới bị cái đây tuần anh có đi đâu. Thôi nhưng em mà, phải đi. Nhưng mà chú Giang đừng khuyến khích mọi người phải trúng thực phải định vị nha mọi đúng. Người. Đúng rồi đó. Nghe là chú Giang. Đơn cư. Đây là đố chữ. Trúng gì lộ tẩy? Dạ. Trúng gì lộ tẩy? Lộ tẩy hả? Trúng số. Trúng số không chính xác. Không sao. Không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao, sao. Trúng tim đen. Tim đen. Mà không ai biết hết trơn. Hồi nãy rồi, ở đây cũng không ai biết. Câu hỏi tiếp theo. Cây gì sinh ra đã nghèo? Cây bần. Chính xác. Yeah. Wow. Wow. Niềm tự hào rồi đó. Quê đâu, quê đâu? Dạ, Đà Nẵng. Mà biết cây bần luôn hả? Sao tại vì ta? Con đọc nhiều ấy, xem nhiều thì trời biết cây bần. Trời ơi, lần đầu tiên tôi đi tham gia một chương trình mà một đứa trẻ em nói là con đọc nhiều, con xem nhiều. Không, xem nhiều nhanh như chớp. À, xem nhiều nhanh như chớp. Ủa, là con này là có rồi hả? Rồi, câu hỏi tiếp theo lại là đố chữ. Thảm được vẽ lên gọi là gì? Thảm được vẽ lên gọi là gì? Vất não đi, vất não đi. Đừng suy nghĩ. Dễ nha, cái này dễ nha. Thảm vẽ. Thảm được vẽ lên gọi là gì? Thảm được vẽ lên. Thảm họa. Chính xác. Yeah.
Chỉ một câu nữa thôi, thưa quý vị, là cháu bé sẽ chiến thắng hay không? Thưa quý vị, một câu nữa thôi. Các con chuẩn bị đặt vé về Hà Nội nào. Đố chữ: giết gì mà không chết? Giết giả. Giết giả là gì? Giết giả bộ. Trời. Cũng ngang. Đố chữ mà giết giả nó không có ý nghĩa. Không. Đúng chính rồi. Xác ạ. À. Vẫn còn cơ hội ở lại thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Giết gì chị? Giết gì? Giết thời gian. Ờ. Chị nhắc nhẹ rồi đó là thời gian đang trôi qua rồi. Rồi. Nhắc khéo rồi. Yeah. Câu hỏi tiếp theo. Thời điểm nào không nên uống trà? Buổi tối. Không chính xác. Thật ra chị cũng tưởng là buổi tối nhưng mà không phải. Sau bữa ăn, vì trà có chứa tannin sẽ gây ra phản ứng với sắt có trong thức ăn. Cái này nó quá tầm kiểm soát của em rồi. Đúng rồi, cái này nó không biết luôn. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Những đối tượng nào không nên uống trà xanh? Những đối tượng nào không nên uống trà xanh hả? Những người hay bị khó ngủ hả? Khó ngủ. Mất ngủ, thiếu ngủ này rồi. Chính xác. Tên ba con vật bắt đầu chữ C. Cóc. Chó. Cú. Chính xác. Lại tiếp tục liên hệ với hãng hàng không Việt Nam. Đây, lắng nghe nào. Điện tử còn thiếu vào chỗ trống. Đi biển nhớ chấm chấm chấm. Đi đường nhớ hướng. Yên tâm ạ. Vẫn còn ở lại đi biển nhớ. Chấm chấm chấm. Đi đường nhớ hướng. Đi biển nhớ. Nói cho đúng bạn nè, nói trùng khớp bạn nào. Gì đó. Nói trùng khớp đó. Em là nhạc sĩ đó. Phương. Chính xác. Hay quá, hay quá. Em suy đoán đó. Suy đoán về vần đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, khi nào xảy ra hiện tượng nhật thực? Khi mặt trăng và mặt trời như vậy. Như vậy là gì? Chồng lên nhau hả? Đi qua nhau hả? Chồng lên nhau thì chắc được. Trời, mặt trăng và trái đất. Ờ, trên một đường thẳng hả? Đáp án là khi mặt trăng che khuất một phần hay toàn mặt hay là hoàn toàn mặt trời. Đó là đáp án. Kính thưa quý vị, Lily đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Hiện tại là đội của mình đang thắng 2-0. Nếu bây giờ mà anh Tú mà thắng Quang Anh thì còn nói gì nữa, đường bay hú hú. Bay hú hú bay về Hà Nội ngay. Hy vọng là sẽ có một sự lật bài ngựa hay về cuối. Cờ hay về cuối đấy. Cuối cùng con nào mà phóng về đích mới là giữ, chứ còn khúc đầu nó chạy đâu, chạy kệ na. Lên. Mời quản trụ trì. 3, 2, 1. Thắng quyết định. Em sẽ vào trong và cho Quang Anh lên trước. Lên. Thưa quý vị, 2 phút bắt đầu. Cá gì biết bay? Một câu đối chữ rất đơn giản. Cá gì biết bay? Cá chim. Cá chim. Lên. Đây, đơn giản mà. Chim nó bay, cá chim nó không bay. Nhưng mà mình đố chữ nên trong cái chữ nó có ý nghĩa đó. Cá gì nghe tên là thấy mệt mỏi? Cá. Không được nhắc. Sao mệt? Mệt thì đứng im đi. Mệt hả? Rồi, xong vòng này về Hà Nội sớm không sao đâu. Cá gì mệt mỏi? Cá đuối. Cá đuối. À. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ CH. Chim, chó, chuột. Ôi dồi, nhanh thế nhỉ? Lên. Đây là một câu đố chữ. Bình gì có nhiều chữ? Bình... Phân tích thoải mái. Khi nào mình chọn thì mình chọn thôi.
bình luận lên. Vì sao? Vì sao bình luận nhiều chữ? Thì khi bình luận là mình phải nói nhiều thì nó tạo ra nhiều chữ vậy thôi. Ca sĩ nào khi yêu là bất chấp đúng sai? Câu này chúng tôi đố giống như là tên một bài hát vậy đó. Bài hát đó của ca sĩ đó hát. Cái tên mà nghe cái tên là biết là không kể. Eric. Eric mời xuống. Ai biết ạ? À? Đó là Min với bài hát Vì Yêu Cứ Đâm Đầu. Đúng rồi. Đúng không? Tên ba loài hoa bắt đầu bằng chữ D là chữ đờ đó. Hoa đào này. Một. Hoa đu đủ. Có đu đủ hai, không? Hai. Hoa đu... Đó, đu đủ của hoa. Đinh lăng của hoa. Có thì lên. Cây đinh lăng là một cái loại cây về thuốc á. Đây là câu đối chữ rất dễ. Cây gì nghe tên là thấy khỏe? Cây. Nghe tên là thấy khỏe đó. Cây. Cây gì ạ? À? Cây sung. Lên. Đấy. Trên thế giới có hội chứng sợ màu gì? Sợ màu đỏ. Không chứ sao? Màu xanh. Hội chứng này tên là Xanthophobia. Sợ màu vàng. Liệt kê ba từ ghép có nghĩa với từ quả, nhưng từ quả không có nghĩa là trái cây. Ví dụ như quả mận là không được. Ờ, nhân quả. Một. Ờ... Nhiều lắm đấy. Vâng, nhiều mà. Quả báo nè. Kết quả. Như vậy là Quang Anh cũng đã cố gắng và mang về 4 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Nói chung là ở cái lượt này á, là cái câu nó khó hơn hai lượt hồi nãy. Đúng không? Nó khó hơn nhiều á. Mặc dù cái đoạn đầu á là nó dễ, nhưng mà cái đoạn sau là nó khó hơn. Nhưng mà nhìn chung đó thưa quý vị, là tới thời điểm này hiện tại là những câu ngày hôm nay là dễ đó. Dễ hơn. Dễ hơn, hơn ngày cặp đó. Khác. Dạ. Chắc là ưu ái cho các bạn trẻ. Vì sợ các bạn ấy cũng chưa quen với nhịp đấy. Chứ thật ra là hôm nay là dễ đó. Đúng. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại anh Tú. Mấy câu hả em? Mấy câu hả? Em mệt quá. Em mệt quá à? Em mệt quá, em không nhớ nữa. Mày anh ơi, nói chung 7 là, câu. Nói chung là 8 câu. Ngon. Ngon. Ngon là gạch đạp. Là em sẽ ngon hay bạn ấy ngon? Đội mình đang 2-0, giờ thắng rồi nữa là 3-0 là ngon rồi. Em sẽ đem lại sự tự hào và vinh quang cho vùng quê thị trấn Hương Nhân, Hương Hà, Thái Bình. Đừng nói mất công, lát người ta lặp lại kỳ lắm. Lên. Chị Harry, em tin chị. Em tin chị. Đây nhá, em tin. Trời ơi. Kiên thưa cái gì, anh Tú đến với chương trình nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ cá gì biết bay? Cá gì biết đam mê? Cá gì biết bay? Cá chim. Chính xác. Yes. Câu hỏi tiếp theo lại là đố chữ. Cá gì nghe tên là thấy mệt mỏi? Cá gì nghe tên thấy mệt mỏi? Không phải cá quả, là một loại cá. Cá đuối, cá đuối. Chính xác. Yeah. Rồi. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ CH. Chó, chim, chuồn chuồn. Chính xác. Wow. Nhanh vậy. Lại là đố chữ. Bình gì có nhiều chữ? Bình có nhiều chữ á? Đúng rồi, liệt kê ra trước đi, em cứ liệt bình kê ra nhiều coi chữ. Có bình gì đây? Bình, mấy cái lục bình hay là bình lập phương? Cái này bé á, cái này là nói rồi. Cái gì nó có gì rồi. Bình luận. Chính xác. Bình luận. Yes. Thưa quý vị thân mến, như vậy là hiện tại là Tú đang bằng với lại Quang Anh. Dạ. Thì chúng ta nên gọi cho hệ thống vé của cái hãng không để chúng ta đặt trước kiểu chúng ta hết vé về Hà Nội. Phải đi cháo từ đầu lâu để mới có thời gian rảnh, tại vì đi học mà đâu có chạy show thế được thôi nhiều. Ở lại với chú. Ở đây hết mình mà thua hết hồn. Ca sĩ nào khi yêu là bất chấp đúng sai? Nói về tên của bài hát. Vì yêu cứ đâm đầu, cứ đâm đầu. Yeah. Yeah. Chị Minh, chị Minh, chị Minh. Hay quá. Bố ơi, tự hào về con, bố mẹ ơi. Thưa quý vị, đường bay hù hù, nhìn chung giăng mây.
người đã ra đi bỏ một người ở lại. Bảo hắn lên đường. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Tên ba loại hoa bắt đầu bằng chữ đờ. Chữ đờ. Đề, chữ đề đấy. Đờ, đờ là hoa, hoa. Không có hoa đom đóm. Hoa... 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 hoa đào. Một. Hoa điên điển. Không hoa điên điển đấy. Có. Hoa gì đẹp ơi đẹp. Hoa gì đẹp ơi đẹp. Trời. Bà nhắc gì không biết nữa. Hoa gì đẹp ơi đẹp. Nhiều hoa đẹp ơi đẹp lắm. Hoa đồng tiền cũng đẹp. Đúng rồi đó. Trời ơi. Ôi trời ơi trời ơi. Vậy mà nó trúng dễ sợ. Quăng lung tung ấy chị. Hoa đậu biếc ấy, hoa mình hay uống. Hoa mình hay uống hả con? Dạ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cây gì nghe là khỏe? Đố chữ. Cây gì nghe là khỏe? Nghe là khỏe liền. Cây vàng. Kè phát tới khỏe liền. Chị ạ, cây vàng em chơi nhá. Đúng à chị. Cây vàng. Không chính xác. Oh. Cây vàng nghe thế nặng. Chị đừng mà, cây vàng đừng mà. Ví dụ nha, nặng. Bây giờ nha. Nghe là thế nặng rồi. Em mà được bố tặng cho một cây vàng hoặc là ai chợ bảo thú ơi này là tặng cho một cây vàng là em xin luôn. Em thấy đồng đồng liền. Đó là nặng. Sô-cô-la thôi. Một cây vàng là nghe nặng quá. Cái vấn đề nằm ở đây là đố sô-cô-la chữ. Tức là gì? Mà. Trong cái tên của cái loại đó nó nghe là nó liên tưởng tới những gì mình đố. Cây gì nghe là khỏe? Cây vàng đâu khỏe, cứ nghĩa nó không khỏe nhưng mà cây sung. Sung sức. Hay nhờ, hay. Trên thế giới có hội chứng sợ màu gì? Trên thế giới có hội chứng sợ màu à? Trên thế giới có hội chứng thôi, trả lời đi, màu đỏ. Màu đỏ. Hôm nay nha, em nói là cây vàng đúng không? Dạ. Là người ta sợ, có cái hội chứng là sợ màu vàng đó. Ô, sợ màu vàng ạ? À? Ồ. Là hội chứng là anh có bị sợ vàng phobia, là sợ màu vàng. Ô, thiệt đấy hả? Có ồ. Thiệt. Em thích màu em vàng. Em nhìn thấy vàng em mắt sáng lên. Không nha, em thấy em sợ màu đỏ. Như kiểu là em, ví dụ em mà nhìn thấy máu chảy là em bị sợ ấy. Em bị cảm giác sợ. Sợ máu, dính dáng tới màu đỏ. Anh Giang ơi. Thế bây giờ thử ai mà tặng cho em chiếc xe mà 8 tỷ màu đỏ em lấy không? Lấy liền chứ. Kính thưa quý vị, như vậy là anh Tú đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Thôi hai các em thử lại đi. Sao đâu. Thì đi về chưa? Chương trình có thể cho thi lại được không? Em xin thật đấy. Em bay vào đây mất 2 tiếng này. Đi về mất 2 tiếng, ra sân bay 2 lượt là mỗi lần nửa tiếng, là 5 tiếng. Chưa kể cháu còn phải lang thang nữa. Có trải nghiệm mà em. Em nghe thành trải nghiệm một lần nữa. Trải nghiệm. Nhẹ nhẹ quá. Cũng hơi nhanh. Hai đứa mới vô. Mới gặp, chưa kịp nói chuyện luôn. Tại vì lúc mà vào là mình phải make up. Thật vừa ra là chuẩn bị quay liền. Lát mình quay xong là bé nó về rồi. Hai chú cháu chưa kịp nói chuyện. Nhanh hơn cả lúc bay vào đây chú ạ. Đấy là nhanh hơn chớp đây chú ạ. Nhanh hơn chớp. Đúng quá. Câu đấy là câu slogan của anh. Ơi, phải hiểu ý các cháu là, các cháu nói là nhanh hơn chớp. Không phải là thi nhanh, mà là... Chua nhanh. Về nhanh các bác ạ. Thôi các bạn lên đi nào. Thôi lên trên nói chuyện nè. Lên đi. Tội nghiệp nhỏ cháu. Chương trình có thể cho em một cái nhạc nền buồn buồn được không ạ? Em đã sẵn sàng để đi về. Thôi lần sau gặp nhé. Dù sao ạ. Chúc anh chị chiến thắng ở vòng sau. Nhưng mà mình có tiếc nữa không, khi mình vào đây mình tham gia một chương trình mình về thật. Cháu thì slogan không... là nhanh hơn chớp nên là dù thế nào cũng vẫn vui. Không tiếc nuối lắm, vẫn vui. Mặt đầu vẫn vui à? Vâng, cháu vẫn vui ạ. Bé em vỗ tay mà đầy nước mắt. Vẫn vui ạ. Thôi vui. Thì như này, ngày hôm nay là không phải là do hai mình không hay mà mình không hên thôi. Đó. Nói chung là dở hơn ta vậy đó. Nếu có lần sau cháu sẽ cố gắng nhiều còn hơn. Còn nhiều lần sau mà, còn nhiều mùa mà. Còn nhiều mùa mà. Thì ngày hôm nay các bạn sẽ ra về với phần thưởng là 12 triệu đồng. Mà chị cũng khuyên, muốn khuyên tụi em á là lần sau thì lấy cái slogan khác.
Còn lâu mới về. Đúng rồi, còn lâu mới về. Hôm sau phải đi ha. Slogan của bọn anh nè. Cho mượn slogan nè. Không bao giờ thua. Còn lâu mới về cũng hay đấy. Đừng quan trọng họ sẽ trả giá gì câu đó. Còn tiếp theo, vô vòng trăm họ cũng sẽ thua thôi. Không bao giờ thua nha mọi người nha. Rồi như vậy là mình cũng nhận được từ chương trình 12 triệu đồng. Thôi đứa về. Về buồn bã về nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã mua. Cảm ơn mọi người. Nhanh như chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút. Thì các bạn sẽ làm được bao nhiêu tiền anh? 60 triệu đồng. Ghê chưa? Câu hỏi này dễ lắm. Bây giờ luật chơi sẽ đơn giản thôi. Bắt đầu từ Tú. Đập vào đây giành quyền trả lời. Sau đó mình trả lời. Đã. Tới Ly. Dạ. Tới Dũng, Hoàng Dũng. Sau đó là cứ liên tục như vậy, cứ tới lượt ai nấy trả lời, không được giành lượt, còn nhắc nhau thoải mái. Ok. Được chưa? Dạ. Được chưa? Câu này dễ. Câu này tôi nói thiệt thưa quý vị, khả năng kiếm 60 triệu là có thật. Sao lấy ra? Không biết tại sao hôm nay là ba tổ chức cho câu dễ nha. Sao đã? Tại vì câu này á là nó nguyên một khu này. Nhưng mà một khu mà cái chỗ mà đá banh giỏi á là cũng đủ gần đủ rồi nha. Đúng không? Không hiểu. Chơi hiểu. Em á, coi bình thường Ly thì chả coi luôn. Dũng coi nhiều không em? Em coi ít. Ủa chết rồi, em coi trung bình. Bây giờ, nè mình hỏi, nhà có quả địa cầu không? Có. Có bao giờ dòm nó không? Có. Dòm ở khu vực nào? Em thường em sẽ nhìn vào biển. Biển, chúc mừng. Này, tôi nhìn ba chị biên tập nha. Cứ cười với em đi nha. Vì biển là nó 3/4 lận mà. Nên dạ, nhìn vô là thấy liền. Cái màu thấy xanh nữa, màu dạ, xanh nữa xanh thôi. Dạ. Câu hỏi của chúng tôi trong vòng 1 phút, hãy kể tên 20 quốc gia nằm ở châu Mỹ. Ui dồi ơi, làm sao mà nó liền, nó liền. Nhanh Mỹ kìa. Châu Mỹ. Mỹ. Đập đi. Đập rồi mà. Mỹ. Brazil. Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha ở Mỹ không ta? Bồ Đào Nha. Cứ liền kề đi, cứ kề đi, có gì ngoài đâu. Ngoài châu Âu nó chơi luôn rồi. Ukraine. Thôi cứ kể đại đi. Mexico. Nghe. Nha. Singapore. Singapore không phải. Thế anh Dũng. Canada đi. Ấy. Không hề dễ dàng. Thưa quý vị, thường trong một số của chương trình mà tới vòng này chúng tôi phải thường phải dừng lại để bắt đầu mình đếm kết quả. Đúng rồi anh. Còn cái này. Riêng cái này thì thông báo là không có thắng rồi. Đúng rồi. Thế rồi. Nghe tới địa lý là biết xong rồi. Chỉ cần nói khu vực Nam Mỹ là gần 20 nước rồi nè. Brazil nè, Argentina nè. Argentina. Đúng chưa? Nhưng mà cũng không có đủ được 20 nước. Sao đủ luôn á. Chile nè. Paraguay nè, Uruguay nè. Bolivia nè. World Cup. Ờ, đúng rồi. Colombia nè. Miếng Điện nè. Việt Nam nữa. Thưa quý vị, 4 đáp án. Đây là cái số lượng đáp án thấp. Đây là số lượng đáp án mà trả lời do đặc biệt thấp chưa từng có trong lịch sử loài người. Lên nào. Không sao, dù sao mình dòng sau mình sẽ gỡ. Không sao. Dạ dòng sau tụi con sẽ gỡ. Tức là do đối với địa lý mình không biết. Đúng rồi. Chứ đối về ẩm thực là mình ok liền. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Chúng ta vẫn ra về với 18 triệu đồng.
cảm ơn các em đã đến với ngày hôm nay. Cảm ơn đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cây gì mang tên một loài chim? Cây mà lại mang tên một loài chim? Sao mày lại mang tên một loài chim hả cây? Nhà Tú Vi có hai chị em. Tú Vi đang phụ mẹ gói bánh chưng. Vậy anh Tú Vi đang làm gì? Nhà có hai chị em. Mà hỏi anh Tú Vi đang làm gì? Anh Tú Vi làm gì, kể anh Tú Vi đi. Trời ơi, mẹ không tin một đường trả lời nào. Đi bên Châu cho. Chắc không biết rồi anh vậy. Bên Châu gần Hồ Tràm, nó có suối nước nóng để mình tắm là mình luộc trứng đó. Dạ vâng. Chiều tối em đi liền ạ. Em rất là nhớ luôn, vậy em sinh ra ở bệnh viện Phụ Sản xong em thấy trên TV chiếu phim đó luôn. Em nhớ là lúc em mới đẻ ra là em coi được phim rồi hả? Ôi, bé thằng đồng ghê không? Cũng khiếp thiệt. Ê nè, con la với con mã đó. Trời ơi, anh làm em đối đảo quá à.